tìm kiếm trên Apple Store hoặc CH Play. Vào Apple Store hoặc CH Play. Tìm kiếm với cụm từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chọn ứng dụng có logo của bệnh viện và cài đặt. Cách 2. Quét mã QR. Quét mã QR của các ấn phẩm truyền thông. Bấm vào đường dẫn để truy cập đến ứng dụng trong Apple Store hoặc CH Play. Sau đó cài đặt. Mở trình duyệt, truy cập website bệnhviendakhoatinhphuthọ.vn. Kéo xuống dưới cùng, chọn biểu tượng của Apple Store hoặc CH Play. Sau đó cài đặt.